Đây là ngân hàng Vietcombank ở ngay Hóc Môn này. Trên đường nào ta? Trên đường Lý Thường Kiệt. Ngân hàng rộng, mỗi tới chỗ để xe thì không có. Từ thầy tu, từ người làm nông dân, lớn nhỏ mọi các nghề đều tập trung ngân hàng chờ này mọi người, đông quá trời luôn. Mình bốc được vào số 2045 và đây chừng 5 phút rồi. Hiện tại bây giờ là 10 giờ 27. Không biết chờ đến bao lâu, 5 phút rồi là mình tới đây 5 phút trước. Mà còn cần này người với bao nhiêu ô làm việc ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ô làm việc, 8 ô làm việc, 9 ô làm việc. 9 ô nhưng mà có 4 người làm, 5 người làm. Có 9 ô tiếp khách nhưng mà có 5 nhân viên hoạt động à? Thôi, mình đi ngân hàng chứ khó chờ vậy chứ làm thế nào? Có tiền mà gửi ngân hàng là lại phải có thời gian ra rút nữa. Mất thời gian gửi, mất thời gian ra rút. Do vậy mà bây giờ mình cứ sử dụng online là nhanh nhất luôn. Ngân hàng này mình mới đến lần đầu tiên, mặc dù là nó có lâu rồi. Nhưng tại mình không có tài khoản ở đây. Hôm nay có vị khách hàng ở ngân hàng Vietcombank nên mình phải đi chuyển cho khách hàng thôi. Xin chào mọi người nha. Ai ở gần Hóc Môn á, thì trên đường Lý Thường Kiệt có ngân hàng Vietcombank nha. Tạm biệt mọi người.